Lại bà Kiên nhá, lâu lắm rồi mới lên live đây. Thôi. Hôm nay nhà hết gạo lại bác siêu cọp lên bán để lấy tiền đóng gạo. Vâng, anh Mr. 10 đấy, cũng là đến từ trước lúc bắt đầu chương trình cơ, nhưng mà hai anh em giằng co nhau về đâu đó. Hai em bóng bàn, giằng co lắm. 10-15 phút đấy, thì mới hòm hòm được thôi, chứ chính xác là chia sẻ với các anh em là cũng chưa vào việc được. Đấy. Rồi anh Mười cứ giới thiệu các sản phẩm cho thôi, anh em trên này đi. Thôi, sản phẩm của anh cứ chốt xem nào. Em sẽ giới thiệu lại, nhưng anh cứ đưa ra những cái gì anh hay gọi cái gì là Gym Việt 206 chính chủ nhá. Cái lốp đằng sau nó vẫn giữ được. Đấy, chất lượng thì đảm bảo, không phải nghĩ. Có ai có nhu cầu mua này chốt. Cái nhà Hoàng Kiên là 29 triệu. Máy gym. Máy cọp luôn chứ không phải là gym. Máy gym. Cơ lúc có thằng tắt. Hàng rong xanh 206 kiểm tra rồi, máy zin xe máy chất khủng luôn, nhưng mà sau vẫn còn 206 đấy. Nhưng mà anh em đang nói chuyện về giá cả đã thì em thì đang gửi anh là 285. Thật sự với các bác là đến thì anh 10 cũng đã chốt tận là ba mấy rồi, 30 cơ. Em thì 26-27 lên đến 28, đến bây giờ lên live là hai anh em còn 285 và 29 đấy. Thì thôi đã lên trên này rồi, em cũng vừa báo anh em, cho anh em một cái giá cuối cùng để vào việc. Gọi là còn, nhiều thì ít, còn em báo gì nữa, đã hạ nhiệt rồi, hôm nay đã muốn bán là hạ nhiệt rồi. 29 nhưng em thì vẫn 285, đã vẫn chưa vào với nhau được để bắt tay với nhau để cho anh em ở trên có thể làm được một quả cũng là hàng xứng đáng. Thôi ngắn gọn là bớt cho 200 cho nhanh, anh em rồi, vào okay. Việc. Đấy, thế vào việc buổi sáng cho nó nhanh. Rồi, cảm ơn anh 10 nhá. Anh 10 xem một chủ em. Nhá, một chủ của phố cổ nhá. Rồi, máy của này em các bác nào đam mê gym Việt Nam 206 thì qua một sản phẩm lốp sau còn đây, vào luôn quả lốp sau 206 này. Tinh luôn. Rồi. Có những cái điểm cộng rất cao của chiếc này, các bác nhìn quả 1006 đấy, hàng lốp 1006 lốp còn này. Đấy, còn về cái phần nắp bình xăng hay là các thứ thì đây các bác nhìn này. Đăng ký nó còn đẹp này. Rồi, có photo đầy đủ nhá. Dìn hết các bác, dìn hết tai này, ốc này, đấy, đồ này. Biển này, đúng đời đúng biển này. Đó. Anh em nhìn bộ đồ đạc. Lốp bên kia, lốp zin này, bô cũng theo xe này. Các cái tem ở trong này 206 còn nguyên bản các bác nhé. Bộ lườn này các bác nhìn này, 1 2 3 4 các cái lườn này còn nguyên hết này. Tem này các bác nhìn. Tem xịn, da máy này. Đấy, cái đời rong xanh da máy zin nhá các bác nhá. Rồi, anh em quay cái đầu bò cho các bác xem quả đầu bò. Chính xác, đời kỷ niệm. Bản đầu dài kỷ niệm, máy zin doang cờ màu xanh, các bác nhìn đấy, xứng đáng không ạ? Cảm ơn anh Giang Kiều nha. Đẹp chưa ạ? Hàng này các bác tìm mới hỏi mới nhiều đây, có luôn cho các bác chơi, càng may ơ. Đấy, có một chút càng bên này nhá, chia sẻ với anh em là nắp cái khóa, anh ấy cũng bảo do lắp cái khóa càng nên nó hơi bong nên là có phay nhẹ cái hàng bên này. Còn may ơ chân nan này, nhựa, zin hết, anh em nhìn cả bộ da máy bên này. Hàng khủng đấy các bác ạ. Máy zin chất. Đây các bác nghe máy này. Ôi, 28.700.000 rồi. Cộng cho anh em mình 3 triệu. Anh em nào đúng chân thì liên hệ. Bữa trước cũng đã lên live trực tiếp với giám đốc Hoàng. Chưa lên live với giám đốc Hoàng Kiên nhưng có sang. Nhưng mà anh ấy đang đòi 32. Hôm nay xuống nhiệt 30 thì em cảm thấy nó gần thì thôi anh em vần vò một chút để cho bác nào đang quan tâm đến gym Việt, hàng máy zin đời 206, đồ nhũ nhá, gầm lườn nhá, em quay cháu quay lại cái gầm này cho các bác cái xem. Gầm quá đẹp luôn, cái gầm quay gầm bên trong này. Gầm lườn nhũ. Đấy, đời 206 nó lại có cái nét đẹp, nét chất, nét sướng hơn hẳn những cái đời về sau các bác ạ. Máy zin thì các bác thấy thì điên theo xe này. Lốp sau còn cơ mà. Thôi được cái nó là hàng rin Việt nhiều anh em thích mọi người nhá. Đời này nhiều anh em thích lắm ạ. Đấy, cái quan trọng nhất là không quan trọng bản đầu dài anh em nhá. Anh em bản kỷ niệm thì nó lại là đầu dài. Tem này nó phải đi với đầu dài nó phải đẹp. Đi với đầu dài. Anh em đừng có vội mà cắt đầu. Cắt đầu đi rồi nhưng mà nó lãng phí các bác ạ. Nó xấu rồi. Anh em nào có đúng tầm ngắm thì liên hệ chút luôn. Anh em nếu mà anh em mà muốn về đầu dài mọi người phải thay tem thì trông nó sẽ hợp với xe hơn, còn nếu mà anh em mà để nguyên tem. Em này là bản kỷ niệm nha anh em nhá. Nên năm ra là anh em nào mà quan tâm những dòng xe đồ đi này, mọi người cân đối giúp em cộng 3 triệu nha anh em nhá. Đấy, thì vừa mua về chủ của anh 10 đấy, hàng của anh 10 thì em nghĩ là các xe của anh ấy là xe chất lượng đấy ạ. Rồi, 22 triệu không được anh ạ. Đấy, em vừa mua bán luôn đấy ạ. Anh Kiên đâu rồi không thấy like, cậu Hải. Anh Kiên đang có chút việc, chắc là mai anh nghỉ lên. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Hiện tại là em lại mới về một con nha anh em nhá, xe lít. Vành thường thôi ạ, chưa được vành gồi chân chống điện, đời 2010 thôi. Quay cho cô cái mặt trên trước này, 2010 nhưng độ sần rất là cao. Đấy anh em nhìn độ sần.
Xe em chưa dọn mọi người nhá. Chưa, con này dọn chưa? Rồi này. Rồi nhưng mà con này để bẩn. 20010. Em ơi, bắt lót này cho chị này. Lót này. Đánh đấy, chưa sao dọn xong đúng không? Xe mộc, xe mộc. Ừ, tình xe, trạng xe là xe mộc mới, mọi người đang like cho mọi người xe mộc thì bọn mới, em mới đi sơn chưa về. Spa đâu. Ừ. Quay từ mặt trên kia con, xong là quay sang. Tay lắm zin này, mặt đồng hồ zin này, pha xi nhan các thứ nào. Rồi, để kiểm tra cái con. Nói chung là quan trọng dòng xe này thì mọi người muốn đi một cái chiếc xe nhẹ nhàng, chở đồ, để đồ trong cốp thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu. Và nói chung là đến tầm này thì nó cũng rất chi là rẻ rồi đúng không Dung? Ừ, cái giá nó rất chi là hợp lý. Thì mọi người có thể liên hệ ngay với bên em để sở hữu những chiếc xe như thế này nhé. Ngoài chiếc này ra thì bên em còn rất nhiều Honda, chiếc xe Honda Lead khác mà tầm tiền như thế này. Giá hợp lý. Ngoài màu này bên em còn có màu trắng, màu xám, màu đỏ nữa cơ. Vâng, giá tình yêu thương cho anh em nhé mọi người nhá. Em nghĩ con này xong xuôi đâu đấy bán cho anh em 9.700.000. Đấy, xong xuôi đâu đấy, hiện tại là xe nó mới được đi spa, cái tay sách này, spa sơn này, dán tem rồi này. Đấy, hiện tại cái mặt trên chưa spa. Đấy, tại vì đây này. Bên em chưa test, kỹ thuật chưa test, cái này cũng chưa làm. Đấy, trông hơi xấu xấu tí thôi nhưng mà bên em sẽ lót cho anh em này. À, dán tem đầy đủ cho anh em luôn, máy anh em nổ máy luôn cho mọi người nhá. Vì bản thân những chiếc xe Lead này thì mọi người chất lượng quan trọng là cái chất lượng thôi. Còn đời Lead Ninja thì máy ngon. Đời Lead Ninja này thì nó dáng nó giống nhau từ 2009 đến 2012. Nó chỉ là khác rồi. Nó chỉ là khác bản vành gồ chân chống điện với lại bản vành thường thôi. Bản này thì bản vành thường 2010. Xong xuôi đâu đấy để cho anh em 9.700.000 mọi người nhá. Đấy, máy thì ngon lành cành đào đấy. Vâng, chưa đến 10 triệu đồng bác nhá. Chưa đến 10 triệu đồng bác sẽ em một chiếc Honda Lead. Ừ. Tiết kiệm xăng. 9.700.000. Chở lai thổ đồ thoải mái, để cốp cốp rộng để đồ thoải mái nhá. Vâng. Giá chưa đến 10 triệu đồng. Biển số xe thôi. Biển Hà Nội 30L87449. Thôi anh em nào mà không quan trọng biển thì anh em làm cho em con này. Thực ra theo em thì nó tầm giá chưa đến 10 triệu thì cũng mọi người không nên quan tâm cái vấn đề đấy quá. Tên được anh Lưu Tổng nhá. Cửa hàng ở đâu vậy? Cửa hàng em ở địa chỉ 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội nha anh em nhá. Anh em nào chỉ cần quan tâm thôi, mọi người một là mọi người có thể qua trực tiếp. Hai là mọi người liên hệ trực tiếp với số hotline bên em, các bạn sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho anh em luôn. Bên mình có tuyển nhân viên không ạ? Ồ, mười, em có em đăng like trên nhiều nền tảng nên anh em thông cảm giúp em nhé. Rồi, tiếp theo một chiếc Clio 50cc dành cho các bạn trẻ nghèo. Form dáng mới nhỉ? Career Molo đấy, bản khác như Career thường thì nó sẽ khác, mà Career Molo thì nó sẽ có hơi mang một chút phong cách của Vespa cổ điển, cho nên là phong cổ ấy thì cho nên nhìn sẽ có cái nét độc đáo riêng. Rồi. Đây Career Molo nhé, của hãng DKBY, xe liên doanh đấy. Biển 29AB86977 mọi người nhá, biển rất là dễ nhớ, 6789. Rồi. Hàng mới về anh em nhá, hàng này là hàng mới về. Chiếc xe này bên em mới về thôi. Ừ, chưa có bảng trên bảng giá. Cốp khá là rộng nhá, các bạn học sinh hoặc là các ông các bà mua để đi lanh quanh cà phê cà pháo, hoặc là các bạn học sinh mua đi học là thoải mái nhá. Xe 50cc tiết kiệm xăng thì không phải bàn rồi. Tiếp ơi, kiểm tra hộ chị hành ngày 28 chưa có hả em? Có đúng không? Chị còn dáng đẹp. Ngày 27 thôi. Đấy. Kiểu dáng thì nhìn rất chi là đẹp nhá, mang hơi hướng cổ điển. Máy móc êm ái. Vành đúc phanh đĩa. Bán ra 15 năm đúng không? Form dáng không ạ? Đấy, hai cháu quay cho chú một vòng đấy, nhìn đấy, rất là đẹp. Đèn vâng. LED nhá, đèn LED này. Đấy. 15.500.000 cho một form dáng mới, bản mới. Đấy, Clio hiện tại là em like cũng rất là lâu rồi. Mà ngày hôm nay em mới thấy một con nó trông nó rất là yêu yêu, độc lạ lạ nha mọi người nhá. Đây. Đấy. Kiểu gì đây? Trông mặt mũi pha kính này, mặt mũi pha kính đẹp này. 15.500.000. Cho anh em nào thực sự em quay cái quạt chào bạn Suri nhá, chào Khiêm Gấu 2022 năm sản xuất chào 2022. Cầm bốc hỏng 5 triệu AB125 2021-2022 bên mình có nhá. Giá thì lanh quanh khoảng Một lần nữa cho cô 35 triệu. Còn miền tỉnh thì sẽ giá nó sẽ thấp hơn một chút. Trông đáng yêu nhỉ. Trông cái mặt mũi nó kiểu là nó rất là kiểu hầm hố. Trông nó hơi sang sang kiểu gì nhỉ. Em chưa xem, em chưa mua con này anh em nhá. Em chưa nhìn thấy con này và em chưa va con này cái luôn. Cái mẫu này thì nó cũng mới ra thôi cho nên là mọi người sẽ ít gặp. Vâng. Hiện tại là em bán ra với giá là 15.500.000 với xe biển số 2AB86977 nha anh em nhá. Đấy, bản đời 2022, lốp còn zin theo xe. Chắc là đăng ký 2023 đấy ạ.
Nhà chị có xe Way, Way A hơn 100. Không, em xem được không thì chốt. Ok Nguyễn Văn Khanh, Way A 100 thì hiện tại em có, nhưng hiện tại là bạn đang ở nhà ngày hôm qua. AB 125 mà không ạ? Mình cần AB 125. Giá này lên khoảng 35 triệu vậy nhé. Cho chị AB 160 lên đây. 15 triệu 500, bản mới, form mới anh em nhé. Đấy, vâng, 15 triệu 500 cho một siêu phẩm 50cc mọi người nhá. Form được. Dáng là mang hơi hướng cổ điển. Okay, nhìn cực Mai kỳ Tuấn phong Giang. Cách thời trang luôn nhá. Đấy, bác nào yêu quý ý, anh chị em nào mà mua về cho các cháu đi học là, hay là mua cho các ông các bà mà làm phương tiện đi lại thì có thể lưu ý cho em trước này. Giá cả hợp lý, may móc êm mà, kiểu dáng nhìn đẹp. Phù hợp với cả giới trẻ và những người trung tuổi.